Trong phần 1 của bài phân tích, chúng ta đã thấy màn tiếp đất vô cùng ấn tượng của Gap. Ông giơ nắm đấm đầy khói đen khiến bọn hải tặc quần thở sau cú Galaxy Impact, ước gì mình đã ngất đi cho đỡ ăn hành thêm. Prince Cross cũng dùng năng lực đất sét tạo ra một tấm đệm cho tàu của cụ Gap hạ cánh an toàn. Đội hải quân trên tàu hò hét ăn mừng vì mình còn sống và vì người lãnh đạo của họ quá kinh khủng. Làm việc dưới quyền một lãnh đạo như cụ sẽ ôm công nghệ thì những binh sĩ này hẳn phải có tim mạch khỏe mạnh. Trở lại với Gap, ông dõng dạc nói: "Đứa học trò yêu dấu của ta liệu mà khỏe mạnh đi nhé." Lúc này Kobe và Hibari đang chạy tới chỗ Gap trong sự hân hoan của đồng đội, nhưng bất thình lình thấy ông nội thay đổi sắc mặt khi thấy Hibari bị đóng băng. Ông biết kẻ nào làm chuyện đó, thật không may khi đại đệ tử của mình, cựu đô đốc Aokiji giờ lại đầu quân dưới trướng dâu đen. Cứ dàn gặp tít trong một quán bar sau trận chiến tranh trước thủy sư đô đốc với Akainu. Lúc đó ông ta đã đóng băng vài tên trong băng dâu đen, nhưng từ cuộc nói chuyện về gã có biết sợ bỏng, tít đã thành công thuyết phục cựu đô đốc Aokiji gia nhập băng của mình và trở thành thuyền trưởng Titanic thứ 10. Nhưng hắn lại quên mất rằng tàu Titanic chìm xuống đáy biển là do một tảng băng thứ trùng với năng lực của cơ gian. Thuyền trưởng Titanic mạnh nhất của Tít nhanh chóng được Gap dạy cho bài học cuối cùng, đó là đóng vai phản diện thì nay nói ít thôi. Ông dùng tay bóp miệng thằng nghịch đồ, ném một cú cho cư gian đi vào lòng đất. Gap thật tuyệt vời, nhưng vẫn còn một nhân vật khác thể hiện đầy sự ấn tượng trong chapter này. Và ngay bây giờ, anh mình sẽ gửi tới anh em phần 2 của bài phân tích để xem người ấy là ai nhé. Chuyện tổng hợp roblox.com, tthloblox.com, shop uy tín, chất lượng hàng đầu về bán ác và vật phẩm Lobrok. Tạm rời xa hòn đảo hải tặc Hachinosu để đến với những diễn biến tại Winner Island, không khí ở đây đã yên ắng trở lại. Điều đó báo hiệu cái kết chẳng lành dành cho băng hớt, nhất là khi người ta trông thấy cảnh này. Một vụ nổ vừa xảy ra bên ngoài biển, rồi sau đó Tít xuất hiện với gương mặt đầy máu. Còn chiếc mũ mà Carrick đội khi ngồi ghế giám khảo Ráp Việt thì rơi xuống đất. Vụ nổ anh em thấy ở khung tranh nhỏ bên trên là chấn động đã hủy hoại tàu ngầm của băng hải tặc hớt. Hiện nó đã bị cắt làm đôi, vỡ thành từng mảnh rồi chìm dần xuống đáy đại dương. Ta còn thấy Zinbad chìm cùng con tàu. Ngoài ra chưa thấy những thành viên khác như Sakchi, Penguin đâu cả. E rằng lành ít dữ nhiều. Điệu cười man dợ của Zoran lại cất lên, cất tiếng ca chiến thắng. Yeah, không có tàu bọn mày thậm chí còn chẳng để xưng là hải tặc chứ đừng nói là chạy thoát. Điều mà Tít nói mình cũng từng nhắc đến khi phân tích chapter 1079, khi Dory và Brogy ra tay chém đôi tàu Victoria Punk. Họ đều là hải tặc thời đại cũ, và những hải tặc thực thụ như họ, con tàu bị phá hủy đồng nghĩa niềm kiêu hãnh đã biến mất, họ cũng mất tư cách làm hải tặc. Một băng hải tặc được coi là bị hủy diệt hoàn toàn khi thuyền trưởng bại trận và tàu có băng bị đánh chìm. Vì thế Dory và Brogy mới bồi thêm cú chót, dù Shanks đã nhân từ mà tha cho băng Kid một con đường sống. Nhưng Oda từng nói băng Zoran là băng hải tặc giống các hải tặc ngoài đời thực nhất. Vậy nên chẳng có gì khó hiểu khi chúng đánh chìm tàu Polatang. Tuy nhiên phân tích sâu hơn thì kẻ ra tay không phải Tít. Nếu hắn dùng năng lực Garagranomy để đấm thì Polatang phải móp méo vỡ vụn ra mới đúng. Đằng này con tàu trông giống như bị cắt làm đôi hơn, nhát chém không ngọt như của một kiếm sĩ. Vậy kẻ bổ đôi nó là ai? Xạ thủ Vanago chắc chắn không phải, ta cũng chưa rõ phong cách chiến đấu của Doc Q như thế nào. Tuy nhiên đòn cắt này mình nghĩ do Caesar Burgess gây ra. Chú ý tàu số 1 của băng Zoran sở hữu đòn khuỷu tay cực mạnh, một cú vung tay đủ tạo ra sóng xung kích cắt được cả đá. Chúng ta đã được chứng kiến điều đó ở đấu trường Kurida, giờ hắn còn mạnh hơn nhờ ăn trái quỷ. Có thể ngay khi Tít đánh bại được Lo, Burgess đã đi đường quyền cắt đôi con tàu Poratang. Vết cắt từ sóng xung kích trông nham nhở thế kia chứng tỏ Haki của tên này cũng thường thôi. Từ đây mình rút ra kết luận, muốn tàu không bị đánh chìm thì hãy biến nó thành hắc tàu như gã có vết sọ bỏng. Chuyển cảnh lên đảo, ta đã thấy ba tên chỉ huy đã tập trung lại chỗ Tít. Đầu Kiều cũng là bác sĩ nên hắn nhanh chóng phục hồi nguyên vẹn cho con ngựa Stronger. Không thấy tàu Saber Sebek xuất hiện. Được nói là anh em yên tâm, không phải là bị ăn hớt đánh chìm đâu, mà là Zoran đã cử chúng tới Egghead. Vẫn còn hai tên thuyền trưởng Titanic khác chưa lộ diện, gồm Lafitte và Caterina Devon. Nếu hai tên này ở trên tàu Saber of Sebek đến chỗ tiến sĩ Vikapang thì phải nói là Tít quá tự tin, bởi hắn đã có năng lực của Vanagu sẽ đưa mình đi bất kỳ đâu trong nháy mắt. Mà nói thế thôi, chứ chắc con tàu của Zoran vẫn ở đâu đó ngoài kia. Hắn chẳng dạy để kẻ khác dẫn Pudding đi như vậy đâu. Không có cư gian mà hải chiến băng hớt vẫn thua, chứng tỏ họ không phải đối thủ của Tử Hoàng nếu tách lẻ. Zoran chỉ đem theo một tàu cùng ba chỉ huy mà Lo và đồng đội đã bại trận rồi. Lợi thế về hải chiến chỉ xuất hiện ở thời điểm đầu khi đối phương bị bất ngờ mà thôi. Nhưng đây là băng hớt còn yếu chứ không phải băng Zoran quá mạnh. Mạnh vượt trội phải như băng tóc đỏ. Trước đó mình Ben Blackman là đủ bán hành cho Kid. Xin nhẹ của hắn cánh tay. Lần sau còn nhanh hơn, Shanks chỉ cần một chiêu đã giải quyết xong tất cả. Trong khi Tít máu me đầy người, hắn phải khá vất vả mới hại được Lo. Mình thật ấn tượng với sức mạnh của anh Luật. Solo với Tứ Hoàng. Không, chính xác là bị Tứ Hoàng ba chủ huy vây đánh mà trụ được lâu như vậy là rất giỏi rồi. Tổ đội của anh không được như Zoro, Sanji hay là Jinbe. Gần như Lo phải gánh hết. Họ support được một lúc e rằng đều bị hạ sạch. Nhưng bằng năng lực OP OP Nomi đã thức tỉnh cùng cái đầu đầy mưu lược, Lo vẫn đủ sức chiến đấu một trận ra trò trước khi nhận lấy kết cục đã được dự báo trước. Thôi thì kho báu trong lòng người hâm mộ vẫn là kho báu quý giá nhất, dù thua cũng có thể ngẩng cao đầu, thất bại trong vinh quang chứ không nhục nhã như Kid, chưa kịp làm gì đã bay màu.
Một phần do băng Jordan chơi thuần trái quỷ mà nhiều tên chỉ mới ăn chưa lâu nên độ vi diệu khó lòng bì được với tầm cỡ Cracker, Doflamingo hay hơn thế. Kể cả Shane có ra tay bất ngờ thì đấy cũng là nhờ tốc độ của anh. Tốc độ là một phần trong sức mạnh, mang lại ưu thế lớn cho nhiều nhân vật như Luffy, Sanji, Kizaru. Tên tít kia có muốn ra tay bất ngờ như vậy với Law sợ là cũng khó ấy chứ. Vậy nên băng Jordan khó lòng đánh thắng băng tóc đỏ dù đã chiêu mộ được cư gian. Shane đang tỏ ra ao trình trước khi tít có thêm trái quỷ thứ ba. Và trái thứ ba đó hình như đang nằm dưới đất. Law cùng Beppo đang kiệt quệ sau khi bị hạ nhưng họ vẫn còn sống. Tít lại bắt đầu khô môi mồm mép rằng: người đã đánh cắp 100 trái tim cảng Rocky, chủ nhân của chúng vẫn đang sống ở đảo Hải Tặc. Ngày nào chúng cũng nơm nớp lo sợ, nếu ta mang trái tim của ngươi về cho chúng, chắc chúng sẽ rất vui mừng đấy. Thì với điều kiện là mày con nha để về cái đã. Xem ra là Tít chưa biết chuyện gì đang ập đến với căn cứ của mình. Nhưng ở đây chúng ta hãy nói về sự cố cảng Rocky. 100 tên hải tặc bị lo lấy mất trái tim đều đầu quân băng dâu đen. Chúng đang sợ chính phủ thế giới găm con dao vào đó khiến mình bỏ mạng và rất căm thù anh luật. Sự cố cảng Rocky là sự kiện được nhắc đến khi nói về lo và hệ thống thất vũ hải sau time skip. Tuy vậy chi tiết vẫn chưa được tiết lộ. Tất cả những gì ta có là những mẩu thông tin giải rác. Mặc dù đây là sự kiện rất quan trọng khi giúp ba nhân vật chính trong sự kiện này đạt được thành tựu lớn cho riêng mình. Trong chapter 700, Brand New đề cập đến lo và sự cố cảng Rocky. Anh đã tới đây lấy 100 quả tim của hải tặc để đổi lấy ghế thất vũ hải. Từ chapter 903, Kiros khen ngợi Kobe là anh hùng trẻ tuổi sau khi có công ngăn chặn thảm họa ở sự cố cảng Rocky, bảo vệ người dân ở đây. Khi gặp lại nhau ở Amazolili trong chapter 1059, Tít cảm ơn Kobe vì nhờ cậu mà hắn mới hạ được Vương Trực, qua đó trở thành chùm của đảo Hachinosu sau sự cố đó. Có thể tóm lược sơ bộ như sau: cả Tít và Law đều tới Hachinosu thực hiện mưu đồ liên quan tới ông chùm của đảo Hải Tặc, tức Vương Trực, một cựu thành viên băng Rocks. Law muốn đem hắn về nộp cho hải quân để gia nhập thất vũ hải giống như Jordan. Sau cùng thứ anh thu được là 100 quả tim. Tít dẫn theo đồng bọn tới đây muốn chiếm hòn đảo, nhưng cả hai dường như đã bị Vương Trực đẩy lui cho đến khi Kobe xuất hiện. Cậu đã góp công không nhỏ vào việc đánh bại Vương Trực, được xưng tụng là anh hùng cảng Rocky, nhưng vô tình lại giúp Tít làm chúa đảo Hachinosu. Ở trong tập 1080, Alfonso Pizarro có nói cảng Rocky vừa mới sửa xong, có nghĩa là sự cố này chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Law có được tước vị thất vũ hải trước Ác Bang Hazard, mà nếu cho chiếu theo thời gian trong One Piece thì mới có vài tháng thôi, nhưng ngoài đời thực đã chục năm trôi qua rồi, nhanh thật. Vậy thì băng Jordan phải mất vài tháng mới sửa xong cả Rocky, chứng tỏ trận chiến này vô cùng ác liệt. Nhưng điều đó cũng cho thấy chúng là băng tứ hoàng phen chúa khi không có nổi một căn cứ tử tế. Tí chỉ mới chiếm được đảo Hachinosu làm đại bản doanh vài tháng trở lại đây, trước đó chẳng hiểu tụi lông đen lang bạc ở đâu nữa. Hắn phải cảm ơn Law và Kobe rất nhiều, và như cái định mệnh, Law và Kobe lại vướng vào rắc rối với Tít một lần nữa. Cũng chính hắn là người cho chúng ta biết thêm về sự cố cảng Rocky, nhưng với bản chất hèn hạ, Tít lại lấy oán báo ơn khi cướp mất Ratman Clip và phá hủy tàu của Law. Hắn còn chưa muốn dừng lại ở đó mà định lấy nốt cả trái OP Nomi. Giờ chúng ta làm gì với trái OP đây nhỉ? Lấy nó về sai hay bán nó đi? Chứ lẽ nào mày lại biến tao thành bất tử? Tít biết về năng lực bá nhất lẫn giá thị trường của trái quỷ tối thượng, tuy nhiên hắn càng biết Law chẳng đời nào phẫu thuật bất tử cho mình cả. Qua đây chúng ta cũng biết rằng Tít có thể ăn 3 trái quỷ như lời đồn trước đó. Hắn nói lấy trái OP về dùng hay nên đem bán, chứng tỏ Tít sẽ sử dụng nó cho bản thân, bởi toàn bộ thành viên chủ chốt băng Jordan đều đã được công bố là có năng lực trái quỷ. Anh em đều biết thông tin này rồi nên mình không liệt kê nữa, chỉ chưa rõ trái quỷ của Lafitte là tên gì thôi, chứ hắn đã sở hữu một trái Zoan từ trước time skip rồi. Nhưng dâu đen lại không mấy mặn mà với năng lực của Law. Hắn tới Amazon Lily để cướp trái quỷ của bùa Hàn Cốc. Tít thèm khát nó hơn cả trái quỷ tối thượng OP Nomi. Tuy chưa hiểu một tên xấu ma chê quỷ hờn như hắn thì quyến rũ nổi ai, nhưng Miromero Nomi đâu chỉ hóa đáng người bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Khi bị bùa Hàn Cốc đá trúng hay bắn mũi tên vào người, đối phương vẫn hóa đá như thường. Và thử tưởng tượng cho năng lực chấn động có thêm Miromero Nomi sẽ như thế nào. Ngoài động đất, toàn bộ người đứng trong phạm vi sóng xung kích Tít tạo ra sẽ hóa đá, sau đó vỡ vụn do động đất. Thật sự là kinh khủng. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn muốn cướp lấy năng lực này, từ sức mạnh giúp hắn đánh nhanh diệt gọn lượng lớn kẻ thù cùng một lúc. Nhưng âm mưu đó đã thất bại vì vua bóng tối Silver Rayleigh. Xem ra Tít sẽ phải tìm kiếm một trái quỷ khác. Với chênh lệch thấy rõ giữa hắn và Shanks thì sớm muộn gì Oda cũng búp thêm thôi. Khi Tít có đủ thứ mình cần để đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất thì cuộc chiến mới nổ ra, cần tới 3 trái quỷ mới cân bằng được với Haki Báo Vương đẳng cấp cao. Haki quả nhiên vẫn là thứ thống trị trong One Piece. Hãy xem hai trường phái đối lập này chạm trán trong tương lai. Tít đạp lên người Law để sỉ nhục anh. Law thậm chí còn không đủ sức mà chửi lại, anh không cựa quậy nổi nữa. Nhưng khi Jordan nghĩ mình sắp cướp được trái quỷ tối thượng, Beppo đã sử dụng skill nhớ lời đồng minh rằng: cậu làm ra nó thật sao? Tôi không đảm bảo là có tác dụng đâu nhé. Sau lần này, chủ tịch sẽ bị hải quân truy nã cao hơn là cái chắc, với tội danh sản xuất, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Không chỉ làm ra thuốc kích thích để dùng, chủ tịch còn rủ dây đồng minh chơi đồ. Bạn yếu là vì bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Thế nên Beppo đã đánh liều nghe theo Chopper, cắn viên vương liệm 500k rồi biến hình thành Nguyệt Sư. Bỏ cái chân chó của mày ra khỏi người thuyền trưởng của tao ngay. Cậu Bắc Cực khổng lồ Beppo xuất hiện, dạng sư lông của cậu ta trông rất chiến, một vả đánh bay cả Tiết lẫn Vanago. Trong SBS, Oda từng tiết lộ, Sakchi và Penguin đều rất mạnh, nhưng khi chứng kiến dạng sư lông của Beppo thì cả hai đều hiểu mình không có cơ hội nào. Do đó Beppo là number 2 của bảng hớt, khi Beppo biến thân cả team lông đen đều sốc cơ mà. Cái quái gì thế? Nó hóa sư lông à? Không thể nào, làm quái gì có mặt trăng? Đúng là không có mặt trăng, nhưng đó không phải điều kiện duy nhất để kích hoạt trạng thái sư lông. Còn nhớ ở Aquano mình từng phân tích rồi, trạng thái sư lông chỉ khiến minh tộc bình thường mất kiểm soát trong đêm trăng tròn, còn Inu và Neko vẫn tự do kiểm soát được việc biến hình. Mình sẽ nhắc lại cho anh em nào quên hoặc chưa xem, đây là hình ảnh toàn bộ tộc Minh đội mũ đợi Kaido trên mái vòm. Họ không dám nhìn vào mặt trăng để giành sức đối đầu Kaido với băng bách thú, biến hình quá sớm sẽ hỏng hết. Ngay cả mạnh như nhóm ngự lâm quân Sicilian hay đội hộ vệ rừng cá voi là Blackback và Rody cũng thế, chỉ cần bỏ mũ ra là họ lập tức biến hình ngay. Riêng Inuyasha và Nekomamushi thì khác, hai vị vua chẳng cần đội mũ, họ hoàn toàn kiểm soát được trạng thái sư lông của mình. Cả hai đứng trên mái vòm rất lâu rồi mới hóa thân thành Nguyệt Sư lao vào One Hit Jack. Từ đây mình rút ra nhận định như sau. Sư lông là một trạng thái kích thích thần kinh đặc biệt, nó sẽ đánh thức sức mạnh nguyên thủy của tộc Minh. Về cơ bản thì tương tự người sói trong các bộ phim về Macaron. Khi người Minh nhìn thấy trăng tròn, hệ thần kinh não bộ bị kích thích sẽ sản sinh ra một loại sức mạnh đặc biệt, có đó biến thành sư lông và mất hết lý trí, dẫn tới chỉ có biết chiến đấu đến khi kiệt sức mà chết. Muốn ngăn sư lông thì chỉ cần bịt mắt họ lại, đó là điều mà băng Big Mom làm khi Pecom biến thân. Tuy nhiên nếu bạn đủ mạnh như Inu và Neko, bạn vẫn kiểm soát được lý trí thì có thể tự dừng sư lông lại và chỉ biến hình khi bản thân mình muốn. Cốt lõi vẫn là kích thích hệ thần kinh. Chopper đã nghiên cứu ra khi cậu trị thương cho mọi người, trong đó có tộc Minh. Sau cuộc chiến Onigashima, Chopper rất giỏi, cậu tìm ra được cách khác để kích thích hệ thần kinh của tộc Minh, giúp họ biến hình thành sư lông mà không cần tới điều kiện tự nhiên là mặt trăng. Dĩ nhiên cái gì thì cũng có cái giá của nó. Chopper hiểu rõ điều này nhất. Chất kích thích mang lại sức mạnh đột biến trong thời gian nhất định, nhưng hậu quả đối với cơ thể cũng không nhỏ. Và lại chủ tịch vừa mới điều chế ra nên không dám chắc về công dụng cũng như hậu quả của nó. Bởi vậy mà Beppo mới không lấy ra dùng sớm hơn. Tuy nhiên thuyền trưởng sắp bị giết, nếu thế Beppo cũng chẳng muốn sống tiếp nữa. Cậu đánh liều tin vào Chopper, nốt viên thuốc để thử vận may. Và sự dũng cảm của cậu đã được đền đáp. Vanago phản công bằng một loạt đạn nhưng nó vô ích. Beppo nhấc một tảng đá khổng lồ lên ném thẳng vào bọn chúng, sau đó ôm thuyền trưởng của mình lao thẳng ra biển. Mẹ kiếp, chúng chạy ra biển rồi. Tốc độ của sư lông quá nhanh nên Vanago cũng không thể kịp đuổi theo. Dù sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời nhưng haki quan sát vẫn kém lắm, thế thì vẫn chưa ăn thua. Bọn chúng toàn kẻ ăn trái quỷ nên khi Beppo đưa lon ra biển, băng Zoden chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn 8 tỷ berry chạy thoát. Có hai vụ nổ sau lưng Beppo, mình nghĩ Burgess ném bom táo của Doc Q để tấn công nhưng vô dụng. Lúc này Beppo đã trở lại hình dạng bình thường, lo ra lệnh cho cậu ta quay lại vì anh không muốn bỏ mặc đồng đội để bảo toàn mạng sống. Chúng ta không thể trở lại, hãy tin tưởng ở họ, thuyền trưởng. Từ những cảng biển băng giá cực bắc cho đến giờ, chúng ta đều sống sót. Không ai trong số chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió nên đừng có chết đấy. Thuyền trưởng, xin anh đừng chết. Lò đã ngất rồi. Một lòng trung thành đáng ngưỡng mộ tới từ chú gấu Beppo, nhưng tình trạng của Lò xem ra rất nguy kịch, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Trong thời khắc đó mà anh vẫn không bỏ mặc đồng đội, Lò đúng là một thuyền trưởng tuyệt vời. Tiếc rằng mọi thứ đành chấm dứt ở đây. Người dẫn chuyện xuất hiện và thông báo kết quả. Winner Iceland, tân thế giới, băng hải tặc hớt dẫn đầu bởi thuyền trưởng Chafangalor đã bị đánh bại. Tuy vậy, lần này Oda dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn, thay vì bị hủy diệt hoàn toàn dành cho băng Kid, với băng hớt chỉ là bị đánh bại. Có lẽ Law và Beppo sẽ sớm quay trở lại, còn Kid và Killer xem ra khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng tân thế giới vẫn cứ là một chôn hải tặc, tàu nát bét, đồng đội trôi nổi trên biển, kết cục của Law chẳng khác Kid là bao. Lo tiếp tục dừng bước và mất hết tất cả, bao gồm Bradley Clip. Sự khắc nghiệt ở phần cuối của bộ truyện đang ngày càng được khắc họa rõ nét. Ngôi vị vua hải tặc chỉ có một và chúng ta đều hiểu là nó không dành cho những nhân vật phụ. Hy vọng Lo và Kid sau này sẽ hỗ trợ Luffy trên con đường phía trước, chứ để cạnh tranh hay gì đó thì không thể. Cứ ngỡ hào quang rực rỡ tỏa ra từ mình, nhưng nào ngờ đó chỉ là chút ánh sáng le lói khi đứng gần con ông cháu cha. Xa thằng mền là bão tố ập đến ngay. Ba thanh niên đánh bại hai bô lão, báo thì 9 tỷ chia đều cho ba người nhưng chỉ một người trở thành tứ hoàng. Có lẽ Law và Kid còn quá yếu so với một tứ hoàng thật sự. Nếu 1-1 với Big Mom thì có lẽ kết cục cũng sẽ thê thảm như đối đầu với Shanks hay Tít thôi. Nhưng tại sao Oda lại kết thúc hai băng hải tặc Kid và Hurt nhanh đến như thế? Vì để phô trương sức mạnh của băng tóc đỏ hay băng Zoden ư? Theo mình thì không, có lẽ Oda muốn tạo ra một siêu liên minh ở cuối game. Vì dù là tứ hoàng nhưng Luffy cũng không phải solo với Kaido từ đầu, mà phải trải qua vài lần bị đánh bại và hợp sức với nhiều người mới đủ sức hạ ông ta.
thì chỉ cần vài người đã đủ hạ băng hết, số còn lại vẫn đang vui đùa cùng Garp. Nếu Tiết thật sự là đối thủ của Luffy thì cậu cần nhiều hơn hiện tại để chiến thắng. Trận chiến với băng bách thú đã chứng minh một sự thật rằng các thành viên top dưới có băng mũ rơm như Chopper, Nami, Usopp hay kể cả Brook có cách biệt quá lớn với top trên, nên khó mà có một trận chiến song phẳng với băng dâu đen, băng tóc đỏ hay xa hơn là chính phủ lẫn hải quân. Còn về phần dâu đen, hắn vừa kết thúc trận chiến ở Winner's Land cho nên ta chưa biết kẻ nào sẽ được cử tới Egghead. Liệu chỉ mình Laffite đi, còn Evong đang ở Hachinosu giả dạng Kobe hay cả hai tên bọn chúng tới đó vì Chalk lôi kéo Tiết hợp tác bắt cóc tiến sĩ VK Bang đây? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau tuần lễ vàng ở Nhật Bản. Còn trên đây là toàn bộ phân tích của mình về One Piece Chapter 1081. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.